Tử vi tuổi Giáp Tý 1984 tháng 1 âm lịch. Chào mừng quý cô bác và anh chị đã đến với chương trình Tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong những năm gần đây, khoa học ngày càng phát triển đã tác động một cách sâu sắc, toàn diện tới đời sống con người. Việc khám phá, giải thích và đưa ra những phán đoán về các hiện tượng tự nhiên, xã hội, tư duy của con người luôn là những đề tài hấp dẫn nhất. Có thể thấy việc khám luận giải những tiềm ẩn của con người là một lĩnh vực luôn được mọi người quan tâm, tìm hiểu và xem trọng. Chính vì thế, tử vi phong thủy sẽ giúp các gia chủ có thể thay đổi vận mệnh, nắm bắt những cơ hội để thành công. Và tiếp trong phần luận giải tử vi từng con giáp, từng tuổi, chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem vận trình những gia chủ Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu 2021 sẽ diễn ra như thế nào. Chi tiết các hung nạp vận ra sao, hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mô mạ âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan tháng 1 âm lịch năm 2021. Tháng 1 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 29 tháng 1 âm lịch, từ ngày 12 tháng 2 đến ngày 12 tháng 3 dương lịch. Tháng Canh Dần có nạp âm là Tùng Bách Mộc, tháng Dần lục hợp hợi, tam hợp ngọ và tuất thành hỏa cục. Xung thân, hình tị, hải tị, phá hợi, tuổi Dậu. Đối với những người tuổi Giáp Tý trong tháng 1 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày. Đầu tiên là ngày âm lịch mùng 4 tháng 1, tức ngày 15 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Ngọ. Thứ hai là ngày âm lịch 16 tháng 1, tức ngày 27 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Bính Ngọ. Thứ ba là ngày âm lịch 28 tháng 1, tức ngày 11 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ. Đây là những ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, tiêu tiền vào những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để tiến hành công việc được thuận lợi, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời sẽ hộ thân, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra còn có các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Tý trong tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Thứ nhất là ngày âm lịch 11 tháng 1, tức ngày 22 tháng 2 dương lịch, có nạp giáp là Tân Sửu, có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Thứ hai là ngày âm lịch 23 tháng 1, tức ngày 6 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Quý Sửu, có nạp âm là Tam Trá Mộc. Đây là hai ngày các ngày trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Tổng quan tử vi tuổi Giáp Tý 1984 trong tháng 1 âm lịch. Xem tử vi tháng 1 âm lịch của tuổi Giáp Tý có cho thấy đây là một tháng khá tốt cho sự phát triển sự nghiệp của người tuổi Giáp Tý. Tuy nhiên, bản mệnh sẽ đưa ra những quyết định thiếu sáng suốt, bị ảnh hưởng quá nhiều bởi ý kiến chủ quan của mình. Ngoài ra, trong mặt sức khỏe, người tuổi Giáp Tý cần chú ý bồi dưỡng cơ thể nhiều hơn, đặc biệt nên tìm cách để giải tỏa căng thẳng tinh thần. Nếu chính bạn không biết thoát ra khỏi những áp lực vô hình thì có lẽ chẳng ai có thể giúp được bạn. Canh dương kim gặp tý dương thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Giáp Tý nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong tháng này, các gia chủ Giáp Tý sẽ cần chú ý ngày âm lịch 28 tháng 1, tức ngày 11 tháng 3 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Ngọ.
Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Trong ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng như nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác, làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Để may mắn thuận lợi trong công danh tài lộc, quý gia chủ nên mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Về sự nghiệp, bước sang tháng 1 âm lịch, mọi việc tiến triển rất thuận lợi cho những gia chủ Giáp Tý. Bạn khá tự tin trong việc thực hiện mọi điều theo kế hoạch vì chúng đều đã là thế mạnh của bạn. Tháng này, bạn có rất nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp. Các chuyến đi công tác xa có thể là bước ngoặt để nâng tầm sự nghiệp của bạn. Sự chuyên nghiệp trong cách giải quyết vấn đề và những kinh nghiệm làm việc được sếp đánh giá cao và việc thăng chức sẽ nằm trong tầm tay của bạn. Với những người kinh doanh buôn bán trong tháng này cũng rất tốt để mở rộng thị trường. Vận đến nhưng bạn không được chủ quan hay tự mãn mà cần tự tăng cường nhân sự quản lý. Bạn cũng cần có kế hoạch phát triển kinh doanh dài hạn để hạn chế những rủi ro có thể xảy đến. Để kích hoạt sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được những thành công, khuyên gia chủ tuổi Giáp Tý nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm có tác dụng kỵ tà, hóa sát, trừ phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, vật phẩm có giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Tài lộc của tuổi Giáp Tý. Tháng 1 âm lịch, tài lộc với người Giáp Tý rất dồi dào, vận may, thịnh vượng sẽ ở bên cạnh bạn trên mọi nẻo đường. Đó không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng bền bỉ của bạn suốt thời gian dài. Người làm công ăn lương ổn định, thu nhập bạn còn nhận được, thưởng thêm do sự cố gắng và cống hiến của mình. Nhưng bạn cũng cần chú ý vì tử vi tháng này cho thấy rằng bạn sẽ mất một thứ gì đó, có thể là tiền hay điện thoại, dù giá trị không đáng bao nhiêu nhưng lại ảnh hưởng đến tinh thần của bạn. Có điều, kênh phong thủy Gia Cát nhắc nhở bản mệnh hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình, chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí, bởi có thể chỉ một phút bốc đồng, bạn đã rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ. Để may mắn thành công, các gia chủ Giáp Tý hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo được coi là vật phẩm hoàn hảo, chứa đựng linh khí của trời đất, được hội tụ bởi những tinh hoa Phật Pháp cùng sự chất lọc những tinh túy, linh thiêng của đất trời, chứa nguồn năng lượng xua tan được tà ma. Đây chính là những nghiên cứu được các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào trong đó. Tình cảm và gia đạo. Về phương diện tình cảm của người tuổi Giáp Tý trong tháng này không thật sự khởi sắc. Với những người độc thân, mặc dù một vài mối nhân duyên sẽ đến với bạn, nhưng tất cả đều không thành, do tính cách của bạn không hòa đồng được với đối phương. Dù bạn là người cẩn trọng, tỉ mỉ nhưng không nhiệt huyết, kha lăng, tuy vậy bạn cũng không nên buồn chán hay có những suy nghĩ tiêu cực, chỉ là duyên chưa tới mà thôi. Còn với những người đã có gia đình sẽ có xung đột, tranh cãi xảy ra liên tục. Cách tốt nhất giải quyết vấn đề này là bình tĩnh trao đổi với người bạn đời của mình để tìm ra điểm nhất quán, tuyệt đối không áp quan điểm bảo thủ của bạn khi có mâu thuẫn. Để thành công và thuận lợi, những gia chủ Giáp Tý cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận của kênh Phong thủy Gia Cát. Đây là vật phẩm được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc và hòa hợp cho gia chủ. Sức khỏe. Trong tháng 1 âm lịch cũng vì quá bận rộn với công việc nên bạn không có thời gian quan tâm chăm sóc sức khỏe. Tháng này, sức khỏe không thật sự tốt với người Giáp Tý. Đôi khi, bạn cần gạt công việc sang một bên để dành thời gian tốt cho sức khỏe, lên dây cót lại tinh thần, chuẩn bị cho cuộc đua mới trong năm mới. Bạn cần suy nghĩ lối sống lành mạnh và suy nghĩ tích cực, mọi thứ rồi sẽ dần tốt. Bạn cũng nên nhớ, hãy đến gặp bác sĩ ngay khi bạn cảm thấy bất ổn. Để tăng cường sức khỏe, những gia chủ Giáp Tý cần mang bên mình vật phẩm phong thủy hộ thân, tam giác khai vận. Vòng tam giác khai vận được hầu hết các thầy phong thủy sử dụng làm vật phẩm hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại và là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong việc kích tài lộc cho gia chủ. Trên đây, chúng tôi đã trao đổi với anh chị về luận giải vận hạn Giáp Tý trong tháng 1 âm lịch. Khi mới khởi nghiệp, bản mệnh sẽ khó tránh khỏi những khó khăn nhưng lại được quý nhân nâng đỡ nên nhanh chóng giành được thành công.
Hơn nữa, người tuổi Giáp Tý vốn có tư chất thông minh, lại thật thà, lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.